Trong tập tiếp theo, Richie gặp một cô gái bí ẩn và cô ấy là người phụ trách sảnh ánh trăng, Rosa. Cô ấy đưa Richie đến sảnh ánh trăng để tiếp nhận bài kiểm tra. Bài kiểm tra là đối phó với khủng long siêu tốc Anhanguera. Liệu T-Rex có thể đánh bại Anhanguera hay không? Tất cả sẽ có trong tập tiếp theo của huấn luyện viên khủng long phần 2, âm mưu của thử thách ánh trăng.